Nhưng chúng ta cũng có một cơ hội tuyệt vời với Herbalife. Và điều tuyệt vời về cơ hội này là bạn là ai không thành vấn đề. Không phân biệt xuất thân, không phân biệt màu da, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt bạn kiếm được bao nhiêu tiền, Herbalife sẽ chấp nhận tất cả những ai muốn nói tốt về Herbalife và đưa sản phẩm ra thị trường. Và tất cả những gì bạn cần làm để kinh doanh tốt là dùng sản phẩm, đó là điều quan trọng số 1. Tin tôi đi, nếu đây là lần đầu tiên bạn đến, bạn hãy bắt đầu dùng sản phẩm. Và cho dù bạn không cần giảm cân, bạn cũng sẽ cảm thấy rất tuyệt vời trong 2 tuần tới. Bạn thậm chí không tin nổi, bạn sẽ muốn nói với tất cả mọi người về sản phẩm. Và với những người cần giảm cân, tất cả những người bạn quen biết sẽ bắt đầu hỏi bạn về sản phẩm và muốn dùng nó. Ai ở đây quen ít nhất 10 người muốn giảm cân? Thật tuyệt vời, và đó là cách bạn nắm bắt cơ hội này. Khi bạn mới bắt đầu, bạn có một tài liệu hướng dẫn dành cho nhà phân phối và trong đó có các cái giấy tờ cần thiết. Và điều tuyệt vời khi bạn đăng ký tham gia là không giống như các công việc kinh doanh khác. Bạn sẽ phải bỏ ra hàng trăm nghìn đô la tiền vốn và đặt hàng triệu trên một tòa nhà hoặc làm nhiều việc để quảng cáo này nọ. Herbalife làm tất cả những việc đó thay cho bạn. Chúng tôi kiểm kê hàng hóa, tính toán sổ sách. Ý tôi là bạn không phải làm tất cả những gì mà mọi công việc kinh doanh bình thường phải làm. Tại Mỹ, bộ đăng ký nhà phân phối có giá 65 đô. Và bạn có thể bắt đầu công việc kinh doanh có thể mang lại một gia tài. Một ý tưởng tuyệt vời, công việc kinh doanh có thể mang lại cả một gia tài. Thật không tin nổi. Không có gì tưởng tượng tương tự như thế. Và bạn có thể bắt đầu và ngay lập tức có ngay được 25% chiết khấu trên giá sản phẩm. Và thoạt nghe có vẻ không nhiều, nhưng phần lớn khách hàng khi bắt đầu dùng sản phẩm sẽ mua lượng hàng trị giá khoảng 100 đô. Và mỗi khi bạn có một khách hàng mới dùng sản phẩm, bạn sẽ kiếm được 25 đô. Và sau đó tất cả những gì bạn cần làm để lên vị trí giám sát viên là đầu tư 4.000 đô. Bạn có thể tự mình làm được bằng cách đó 40 khách hàng. Hoặc nếu bạn muốn có thể mời 10 người cùng dùng sản phẩm, rồi mời 3 người khác dùng sản phẩm. 3 người này mỗi người mời thêm 10 người. Và đó là cách bạn trở thành giám sát viên. Bằng cách nào ư? Một cách thức rất nhanh chóng và đơn giản đến không thể tin được. Như vậy, bạn có thể đạt được nhanh đến mức nào tùy ý. Bạn càng nói chuyện với nhiều người, bạn càng có nhiều khách hàng, bạn càng kiếm được tiền và nhanh nhiều hơn. Điều tuyệt vời là khi bạn đạt đến chiết khấu 50%, bạn có thể mời người khác cùng tham gia kinh doanh. Khi bạn mời một người cùng kinh doanh, họ trở thành giám sát viên. Và điều tuyệt vời là giám sát viên này có thể cư ngụ tại bất kỳ quốc gia nào. Herbalife chính thức có mặt. Và công ty trả thưởng cho bạn trên doanh số của người đó. Bạn có 5% trên doanh số của người đó mãi mãi. Mãi mãi. Và khi người này mời một người khác vào kinh doanh, chúng ta gọi đó là người đó là tầng thứ hai của bạn. Đây là bạn, đây là họ. Bạn nhận 5% trên doanh số của họ mãi mãi.
forever, cho dù bạn không trực tiếp mời họ kinh doanh. Và khi người này lại mời một người khác cùng kinh doanh, anh này có thể sống ở California và anh kia ở Mexico. Anh kia ở Tây Ban Nha. Bạn cũng nhận được royalty trên doanh số của họ mãi mãi, forever. Và đây là thứ mà ta gọi là xét hoa hồng thành tích lãnh đạo. Và một khi tấm xét đó lên đến $1,000, bạn có thêm 2% trên mỗi người tuyến dưới của họ. Không giới hạn số tầng. Điều này cực kỳ tuyệt vời vì một người trung bình nhận xét $1,000 từ Herbalife. Họ nhận thêm 2% tiền thưởng từ $500 đến $20,000. Vì nó tính trên doanh số của tất cả mọi người. Và ta hãy xem nguyên tắc hoạt động của nó. Tất cả các bạn chúng ta gọi những người nhận xét $1,000 này là những người thuộc nhóm phát triển toàn cầu. Khi tấm xét này lên đến $4,000, công ty sẽ trả cho bạn thêm 4% trên doanh số của tất cả mọi người trong nhóm đó. Và điều thú vị là tất cả những người thuộc nhóm triệu phú nhận xét tiền thưởng của họ là 4,000 ở đây. Nhưng một người trung bình làm với Herbalife thuộc nhóm triệu phú nhận được những tấm xét tiền thưởng này mang lại thêm $2,000 đến $65,000 tiền thưởng. Nguyên tắc hoạt động của nó là vậy. Vô cùng tuyệt vời. Hãy xem đây. Khi xét hoa hồng thành tích lãnh đạo lên đến $10,000 trên tháng, công ty sẽ trả cho bạn thêm 6% trên doanh số của tất cả mọi người. Trong nhóm ở bất kỳ quốc gia nào trên khắp thế giới mà Herbalife chính thức có mặt. Xin chào, tôi là Amish John Cohen và trước đây tôi là đạo diễn phim tài liệu. Nghề nghiệp rất thú vị nhưng bạn hầu như không kiếm được đồng nào. Và tôi quyết định thay đổi khi tôi sinh con thứ tư. Ý tôi là khi vợ tôi sinh con thứ tư. Và tôi rất tự hào về những gì công ty đã mang lại cho tôi. Về Mark và về sản phẩm. Tháng rồi tôi dẫn con gái đang đi tìm trường đại học. Đi xem trường Boston, trường Yale và trường Williams. Và tôi xem xét số tiền cần có để cho con tôi học đại học. Mark, anh nên nghe chuyện này. Nhưng không sao, mọi người khác cũng nên lắng nghe. Mất $30,000 trên năm để cho con học đại học tại một trường tốt ở Mỹ. Và tôi đi về và nhìn lại số tiền tôi có từ Herbalife và dành dụng cho con gái. Và trong đó đã có $130,000 cho quỹ học đại học của con tôi rồi. Vậy là tôi nói với con, đừng lo về học bổng.
công ty Herbalife đã đóng học phí cho con rồi. Tháng rồi tôi kiếm được 56.000 đô. Cảm ơn Mark. Xin chào, tôi là tên là Blake Morgan, đến từ Canada và tôi bắt đầu làm Herbalife khi tôi 17 tuổi. Cuộc sống hiện tại mà công ty mang lại cho tôi thật tuyệt vời. Như Ben đã nói chung là bạn có được chiếc xe nào nhờ làm công việc này? Tôi đi mua một chiếc Lamborghini. Thực tế là khi 19 tuổi tôi đã có thu nhập này. 3 tháng đầu tiên tôi kiếm được 19.000 đô. Và đến năm tôi 21 tuổi, tôi có thu nhập là 100.000 đô trên tháng. Ngay trước khi tôi đến đây, tôi cần một chiếc xe hơi cũ. Vì tôi đôi khi bạn cũng không nên tôi đi mua một chiếc xe 993 mới. Xe Porsche tháng sau sẽ được giao tới. Tôi bị đuổi học năm lớp 9 nên tôi làm được thì ai cũng làm được. Hiện giờ tôi kiếm được hơn 1 triệu đô trên năm. Và việc kinh doanh này rất đơn giản. Xin giới thiệu với những ai chưa từng gặp tôi tên là Jen, tôi rất hấn khởi được có mặt ở đây trước khi tôi tham gia với Herbalife. Tôi vốn là một nhân viên tính tiền siêu thị và là một giáo viên. Ngay cả khi làm hai việc, tôi vẫn không mua nổi nhà và có được cuộc sống thoải mái. Và khi tôi tới gặp Herbalife lần đầu tiên tức 17 năm trước, bạn biết đó, tôi gặp Mark Hu. Và anh ấy nói với tôi những gì chưa từng có ai nói với tôi trước đó. Và nếu bạn đến đây lần đầu, tôi muốn bạn nghe thật kỹ. Anh ấy nói, để cuộc sống thay đổi, tôi phải thay đổi. Và để cuộc sống tốt hơn, tôi phải trở nên tốt hơn. Và tôi phải học những kỹ năng kinh doanh trên thương trường. Và những gì bạn học được từ những công việc kinh doanh này thật tuyệt vời. Nếu bạn tự hỏi làm cách nào chúng tôi lại kiếm được nhiều tiền như vậy, thì cũng rất đơn giản. Bạn biết đó, khi bạn giúp mọi người, thật sự giúp nhiều người đổi đời và giúp họ tăng cường sức khỏe, và họ nói với nhiều người cùng làm tương tự với tình hình kinh tế hiện tại trên toàn thế giới và mang lại cho họ những cơ hội nghề nghiệp. Điều này rất có giá trị trên thị trường ngày nay. Và Mark Hu dạy tôi rằng nếu tôi muốn kiếm nhiều tiền, tôi phải có những kỹ năng có giá trị trên thị trường. Và anh ấy nói để tôi trở nên giàu có. Bạn biết đó, tôi không biết, tôi không quan tâm bạn xấu, bạn xuất thân như thế nào. Tất cả những gì bạn cần làm là học những kỹ năng. Nếu bạn được giáo dục tốt về một lĩnh vực, bạn có thể thành công. Anh ấy nói, nếu tôi tham dự buổi học huấn luyện như huấn luyện bạn sắp học nghề, bạn sẽ học cách bảo trợ, cách nhân rộng bản thân qua những người khác. Cách có nhiều người cùng kinh doanh với công ty. Và đó là cách bạn làm giàu. Một khái niệm rất đơn giản. Và điều vô cùng tốt đẹp về công việc kinh doanh này là được huấn luyện trên toàn thế giới. Kinh doanh trên khắp thế giới. Và tôi không cần phải có mặt ở mọi nơi. Tôi có thể nằm ngủ ở nước Mỹ. Và việc kinh doanh của tôi tại Úc vẫn diễn ra bình thường, một cách làm việc rất thông minh. Và đó là điều tôi yêu thích về việc kinh doanh này. Tôi thấy thu nhập thụ động thật hấp dẫn, và bạn biết đó. Nhiều người bạn sẽ gặp tối nay ở đây, có lẽ họ chỉ muốn có 20.000 đô la trên tháng. Và đó là một lối sống rất thoải mái. Và những người khác muốn một lối sống giá trị 1 triệu đô trên một năm. Điều này không thành vấn đề, vì điều tuyệt vời là như Mark đã chia sẻ lúc nãy, bạn sẽ kiếm được số tiền này mãi mãi. Tôi có thể nghỉ hưu ngay bây giờ và không làm việc thêm một ngày nào mà vẫn kiếm hàng triệu đô mỗi năm. Và bạn biết đó, tôi không biết hôm nay bạn sẽ đi tới đâu.
nơi mà công ty sẽ giúp bạn đi đến và chia sẻ với bạn làm điều đó như thế nào. Trong huấn luyện ngày mai, nếu bạn nghe những gì tôi nói và nếu bạn nghiêm túc làm theo, bạn đang trên con đường đến với thành công. Bạn biết đó, bản thân bạn hôm nay, bạn có thể quay lại hội trường và được huấn luyện từ những lãnh đạo của công ty. Bởi Mark Hughes, bạn sẽ được học cách kiếm hàng trăm triệu đô trong năm đầu tiên kinh doanh. Nếu bạn muốn nhìn nhận nhiều lợi ích hơn, hãy mời nhiều người theo càng tốt. Vì cơ hội này chỉ có một lần trong đời. Tôi tin như vậy và tôi hứa với các bạn những gì tôi nói là vô cùng thành thật. Hãy nhân rộng bản thân qua nhiều người khác và bạn trở nên giàu có. Xin cảm ơn. Nếu bạn đến đây lần đầu tiên hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng bạn có một khoảng thời gian thật tốt đẹp. Cảm ơn các bạn, Thượng Đế sẽ ban phước lành cho các bạn. Chào Herbalife.